Ngày 18 tháng 6, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip một người phụ nữ vào cửa hàng thú cưng ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung đoạn clip thể hiện một người phụ nữ vào cửa hàng hỏi mua đồ dành cho mèo và được nữ nhân viên nhiệt tình tư vấn. Lúc này, lợi dụng nhân viên mất cảnh giác, người phụ nữ miệng vẫn nói chuyện nhưng tay đưa ra sau kéo ngọc bàn lấy trộm bóp tiền. Sau khi trộm bóp tiền, người phụ nữ khéo léo giấu vào người và ra xe cho đồng bọn chở đi. Toàn bộ hành vi của kẻ trộm đã bị camera an ninh ghi lại. Nạn nhân là chị NTMT, 21 tuổi, quê Lâm Đồng, đang là sinh viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh với số tiền bị mất gần 2 triệu đồng. Chị T cho biết, vừa qua, ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được trưng dụng làm khu cách ly nên chị T phải dọn ra ở trọ và đi làm thêm kiếm sống. Việc bị mất tiền vào tối 17 tháng 6, chị đã đến công an trình báo. Chị T nghẹn ngào cho biết, 1-2 triệu đồng đối với mọi người có thể không lớn, nhưng đối với chị T là sinh viên thì số tiền đó rất lớn. Giờ mất số tiền đó, chị T không biết sắp tới sẽ ra sao.